Quý Tử nổ súng bắn cha khai muốn giết cả gia đình bên nội. Nghi can Huỳnh Nguyễn Quang Thảo khai bị cha bỏ rơi khi còn nhỏ và gia đình xem thường, chửi mắng nên nảy sinh ý định giết cả gia đình bên nội. Thông tin từ Công an thành phố Thủ Đức cho hay, bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ Quý Tử từ Mỹ trở về nổ súng. Bắn cha ruột xảy ra vào tối ngày 28 tháng 10 tại một ngôi nhà ở đường số 4, phường Bình Thọ. Theo đó, nghi can Huỳnh Nguyễn Quang Thảo, 20 tuổi, thừa nhận hành vi cố giết người cha ruột và cả gia đình bên nội. Nạn nhân là ông NQK, 58 tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch. Theo điều tra, Thảo là du học sinh ở Mỹ và về nước cách đây vài tháng. Theo Thảo khai, cha là người trang hoa, nhiều vợ. Thảo là con của người vợ thứ hai, nhưng bị ông ca bỏ rơi từ nhỏ. Do bị ông ca thường xuyên chửi mắng và bị gia đình bên nội khinh thường nên Thảo ấm ức, hận thù, nảy sinh ý định giết cha ruột và những người bên gia đình nội. Thảo lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su để thực hiện kế hoạch. Tối ngày 28 tháng 10, Thảo lận theo súng tìm đến ngôi nhà ở đường số 4, phường Bình Thọ với ý định giết ông ca, vợ sau của ông và ba anh em ruột của ông ca. Khi vừa vào nhà nói chuyện, giữa Thảo và ông ca xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Thảo rút súng bắn liên tiếp vào người ông ca khiến ông gục tại chỗ. Nghe tiếng nổ, những người trong nhà hô hoán, dân xung quanh ứng cứu đã kịp thời tước đoạt súng, khống chế Thảo, giao cho cơ quan công an. Khám xét tại ngôi nhà, công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su và 24 viên đạn. Được biết, ông ca đã trúng 4 phát đạn vùng ngực, vai, đùi, nhưng may mắn thoát chết.